Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói tiếng mới lạ. Họ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì đi rao giảng khắp nơi, có Chúa hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Anh em là chứng nhân của Thầy đến tận cùng thế giới. Kính thưa cộng đoàn, bài đọc một ngày hôm nay chúng ta thấy Luca như là một ký giả, một nhân vật ghi lại những câu chuyện đã thu lượm được, và kể cả cuốn sách Tin Mừng của Thánh Luca, Ngài đã khởi như vậy. Thưa ông Teofilo, ông đã đọc nhiều chuyện về Đức Giêsu, tôi xin làm lại, viết lại cho có đầu có đuôi để ông dễ nhận ra và dễ hiểu được. Và bước qua sách Tông Đồ Công Vụ thì chúng ta thấy đoạn nối với trước đó, tiếp theo cuốn 1. Giờ đây tôi xin gửi đến cuốn 2, kể về những việc mà Đức Giêsu đã làm. Và thông qua đó chúng ta thấy, nhờ ký giả Luca, ta biết được việc Đức Giêsu ở lại trần gian 40 ngày. Đó cũng là lúc để Ngài gặp gỡ các tông đồ, Ngài chia sẻ với các tông đồ, Ngài nhắc nhở các tông đồ để chuẩn bị tinh thần đón nhận Chúa Thánh Thần và đưa các ông lên đến đỉnh núi, nơi Ngài sẽ cất mình lên trước các ông, được đưa về trời. Cũng qua Luca ta cũng thấy được tâm lý của các tông đồ lúc này cũng chưa hiểu về Đức Giêsu cho rõ lắm, nên mới đặt một câu hỏi: Dạ thưa Thầy, vậy thì bao giờ Israel được giải phóng? Cũng có nghĩa là bao giờ Thầy khôi phục vương quốc Israel? Dân Do Thái đang bị người La Mã đô hộ, và dưới ánh mắt nhìn của nhiều người Do Thái, họ đợi chờ một đấng Messiah, là đấng đem dân chúng thoát khỏi cảnh đô hộ, đưa đến cảnh hưng thịnh, nếu không nói là sẽ thống trị muôn dân muôn nước. Nhưng Chúa sẽ nhắc nhở cho các ông rằng đó không phải là lúc, không phải biết thời giờ và kỳ hạn, còn công việc của anh em là hãy trở thành chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, ở miền Jude, Samari và đến tận cùng thế giới. Rồi đứng trước việc Chúa lên trời một cách ngoạn mục như thế, bất ngờ như thế, khiến các vị tông đồ ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Và Luca cho chúng ta biết sẽ có những thiên thần từ trời xuống để nhắc nhở các ông: Này, tại sao lại cứ nhìn lên trời? Chúa sẽ đến trong vinh quang như vậy. Và đây cũng là một cái mệnh lệnh để phái các ông thực hiện điều mà Thầy Giêsu đã nói. Đó cũng là điều chúng ta thấy Thánh Marco trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thánh Marco không phải sưu tầm ở sách vở, nhưng là một lời chứng dựa trên lời chứng của Thánh Phêrô. Ta biết Thánh Marco giai đoạn cuối là môn đệ đi sát với Thánh Phêrô, và cuốn tin mừng của Ngài vẫn là một chứng từ của một người mắt thấy, tai nghe Thầy Chí Thánh. Suốt trong mùa phục sinh, chúng ta đã thấy nhiều chứng nhân gặp gỡ được Chúa thì vui mừng trở về loan báo cho anh em của mình. Khởi đầu là Madalena, khởi đầu là những phụ nữ đến viếng mộ Chúa, sau đó rồi Phêrô, rồi Gioan, rồi những môn đệ làng Emmau,
những người đã gặp được Thầy đều chạy đi để loan báo cho anh em khác. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì kể cho chúng ta cái ngày cuối cùng khi Đức Giêsu rời trần gian để đi về với Cha trên trời, thì cũng phái các môn đệ hãy đi tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Rồi Marco kể tiếp, các ông đã đi rao giảng khắp nơi, có Chúa hoạt động cùng các ông. Các tông đồ mới ngày nào nhút nhát sợ những người Do Thái đóng kín cửa, thì từ nay trở thành những người tích cực để ra đi loan báo tin mừng. Và bài đọc hai ngày hôm nay trích trong thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, ta cũng thấy cùng một sự kiện đó, nhưng lúc này ta có thể thấy gọi đó là một bài suy niệm, chiêm niệm để hiểu được cái mầu nhiệm lớn lao trong công trình cứu độ của Đức Giêsu, đấng chết, đấng phục sinh, đấng lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Và kể từ nay Ngài là đấng hiển trị, Ngài là sự viên mãn cho toàn thể hội thánh là thân thể của Người. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cũng đừng như các môn đệ ngày xưa chỉ chiêm ngưỡng việc Chúa lên trời rồi vỗ tay rồi ca ngợi rồi mừng vui mà thôi. Chúng ta lại được phái trở về trong trần gian để làm chứng nhân cho Chúa. Giáo hội thánh hóa ngày hôm nay như ngày truyền thông, chúng ta cầu nguyện cho những người dấn thân trong công việc truyền thông một cách đặc biệt, những báo chí, những truyền hình hay là các blogger hiện nay để giới thiệu về Chúa, và rất nhiều những thứ phương tiện hiện đại hỗ trợ cho việc loan báo tin mừng. Thế nhưng trong cái phổ quát của tất cả mỗi người chúng ta thì chúng ta đều được tham dự vào vai trò truyền thông đó bằng đời sống chứng nhân của chúng ta. Chính đời sống chứng nhân mỗi ngày của chúng ta làm chứng về việc Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. Chính cái đời sống thường ngày của chúng ta loan báo cho mọi người biết về cái đấng mà chúng ta tin tưởng, cái niềm vui mà chúng ta đón nhận. Ngày nay chúng ta hay nói vậy, tin tức là gì? Tin đọc xong thấy tức, tin buồn là đọc xong thấy buồn, tin vui là thấy xong thấy vui. Và chúng ta là những người loan báo tin mừng, người ta gặp gỡ được người Kitô hữu và người ta bỗng nhận thấy một cái điều gì đó sâu xa hơn. Thánh Phêrô nói, anh em hãy trả lời cho mọi người biết về niềm hy vọng của anh em. Cuộc đời con người cũng vẫn cứ phải bươn chải, vẫn phải xảy ra những chuyện khó khăn, những thử thách, những điều trái ý. Nhưng một người có niềm tin thì đối diện với tất cả những sự kiện đó bằng một cung cách khác. Trong cuộc đời người ta bon chen lẫn nhau, người ta giành giật lẫn nhau để hưởng lợi. Những con người sống chứng nhân đó là sống lòng công bằng và bác ái. Và điều đó trở thành một dấu hỏi thật lớn để mọi người thắc mắc, ai là đấng mà họ tin tưởng. Và đời sống chứng nhân rõ ràng hơn nữa, đó chính là đời sống yêu thương mỗi ngày trong việc chia sẻ với nhau. Sách Tông đồ Công vụ cũng kể cái giai đoạn đầu của giáo hội sơ khai, họ đã sống với nhau gọi là một cách sự thông cảm. Tất cả mọi người đều đem của cải của mình bán rồi chia sẻ giao cho các tông đồ để phân phối cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và đời sống họ yêu thương của Ngài khiến những người chung quanh nhìn vào và nói, kìa xem họ yêu thương nhau là thế nào. Và Tông đồ Công vụ viết tiếp, vì thế những người tin theo Chúa ngày càng nhiều hơn. Và đúng thế, cái chứng tá để giới thiệu Thiên Chúa, giới thiệu về đức tin, giới thiệu về tin mừng của chúng ta không phải chỉ là những chữ viết, không phải chỉ là những hình ảnh, mà trước tiên đó là đời sống của chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô khẳng định ngày nay người ta ít tin vào lời nói, nhưng người ta sẽ tin vào chứng từ cuộc sống. Và đến đây tôi muốn kể lại một cái câu chuyện của một vị, một đấng đáng kính, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, hiện nay cũng đang được tiến hành án để phong chân phước. Trong một cái bài giảng trước rất đông đảo người tại Roma, Ngài chia sẻ về cái thời gian Ngài bị giam cầm ở trong tù. Và Ngài nói,
tôi gặp cái ông cán bộ và tôi nói với ông ấy, ông ơi, tôi có một cái thỉnh nguyện này. Đây tôi có khúc gỗ, ông đồng ý thì tôi sẽ cưa nó ra để làm cây thánh giá, rồi tôi giấu trong cục xà phòng thôi. Ông cán bộ nói, không được đâu, cái này là cấm, không thể làm được. Thôi, ông cứ giả bộ nhắm mắt lại, rồi tôi làm. Và rồi anh cán bộ nói với ngài rằng, ông là một người tốt quá nên tôi không thể làm khác hơn được. Thế là ngài hoàn thành cây thánh giá. Rồi ít sau qua một trại giam khác, lại gặp một người cai ngục khác, và ngài cũng nói một cái thỉnh nguyện. Tôi, chúng tôi có thánh giá đây, nhưng mà nếu có thể ông cho tôi xin một sợi dây điện để tôi cắt thành cái sợi dây tôi đeo ở cổ. Ông kia nói, bộ anh lấy dây về để tự vẫn à? Không, làm sao tôi tự vẫn được, tôi phải sống để chống lại anh chứ. Mọi người cũng cười ồ khi vị hồng y nói như vậy. Nhưng rồi đúng là cái người cán bộ đó cuối cùng cũng làm ngơ, còn gửi tặng cho ngài sợi dây và sợi dây điện để ngài hoàn thành cái thánh giá treo ở cổ. Và trước cử tọa đó, ngài cho người mọi người thấy cái cây thánh giá từ trong tù mà ngài vẫn giữ. Rồi câu kết thúc của ngài, của bài giảng ngày hôm đó, đó là: kính thưa tất cả anh chị em, tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi rào cản. Tôi đã kinh nghiệm điều đó, và tất cả mọi người chắc cũng đã kinh nghiệm điều đó. Vâng, thưa cộng đoàn, Chúa đã về trời, ngài phái chúng ta đến hang cùng ngõ hẻm. Mỗi người chúng ta hiện diện ở một nơi khác nhau để giáo hội mang tính cách toàn cầu. Chính nơi mà chúng ta đang sống, chúng ta làm chứng cho mọi người về đấng mà chúng ta tin tưởng. Chính nơi mà chúng ta sống, qua cái cuộc đời lạc quan, qua một cuộc đời ý nghĩa, qua thái độ sống công bằng và bác ái, chúng ta đang giới thiệu về Thiên Chúa, và chúng ta cũng đang truyền cho mọi người một cái thông điệp về sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của ngài giữa thế giới hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta cùng lên xin hiện diện.